Em Nhung xin chào cả nhà đang xem video. Hôm nay em sẽ quay toàn cảnh khu đô thị Bắc Đầm Vạc của thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho cả nhà xem nha. Phía đằng này chính là khu đất biệt thự của khu đô thị Nam Vĩnh Yên, diện tích từ hơn 200m trở lên. Và hiện tại thì em Nhung đang có chủ gửi bán 4 lô đất ở khu đô thị Bắc Đầm Vạc đã có sổ hồng đầy đủ pháp lý rõ ràng. Biệt thự phía dãy biệt thự này thì có hai hướng, đó là hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam nhé cả nhà. Diện tích thì 200m² và xây theo mẫu của chủ đầu tư nhé cả nhà. Đây, phía bên phải này một số căn nhà, đây là diện tích là 200m² mặt tiền 10m này, rất là đẹp luôn ạ. Với giá dao động tùy từng căn, tùy từng ô là từ 42 triệu một mét đến 50 triệu một mét tùy từng vị trí nhé cả nhà. Ở đây thì được quy hoạch rất là đồng bộ, là chúng ta đi thẳng thì sẽ đều đi ra hồ, đều ra hồ hết. Và cái hồ này chính là sân golf Đầm Vạc đấy cả nhà. Vì vậy mà sống ở đây thực sự là không khí rất là trong lành luôn. Đây, dãy này là dãy biệt thự mà dân ở ấm luôn này. Chúng ta đi thẳng là sẽ ra hồ luôn, rất là đẹp. Như ở video trước thì em có quay cho cả nhà xem hai lô biệt thự liền nhau đấy ạ. Giá là hơn 50 triệu một mét, không lỗi lầm, không đỡ ga tủ điện gì luôn. Hướng Đông Nam, đây hồ Đầm Vạc đây rất là đẹp. Phía bên kia hồ chính là sân golf Đầm Vạc, nằm giữa thành phố Vĩnh Yên. Dự án này là một dự án mà có giá cao nhất và giá hiện tại đang là giá cao nhất của thành phố Vĩnh Yên, tại vì nó nằm tại trung tâm thành phố và nó nằm được bao quanh xung quanh bởi hồ tự nhiên của thành phố Vĩnh Yên. Vì vậy mà không khí ở đây rất là trong lành, và chúng ta di chuyển ra trung tâm phường Đống Đa, trung tâm hành chính công của thành phố Vĩnh Yên của tỉnh Vĩnh Phúc này cũng rất là gần luôn. Kia màu xanh xanh kia chính là tòa trường học quốc tế nha cả nhà. Đây, xây theo mẫu như thế này. Đây có một vài căn đang xây rồi. Sổ hồng thì đầy đủ, pháp lý rõ ràng, chúng ta sẵn sang tên thôi ạ. Rất là đẹp luôn. Đường trước mặt quy hoạch là 13m rưỡi với diện tích là 200m², mặt tiền 10m. Có những ô view hồ ấy cả nhà. Giá thì dao động từ hơn 60 triệu 70 triệu trở lên đối với những ô view hồ, tùy từng ô, rất là đẹp luôn. Chúng ta đi thẳng về phía trước là chúng ta sẽ đi ra khu sông Hoàng Thủ Đô đấy cả nhà, khu Nam Đầm Vạc. Bên phía bên này chính là shop house liền kề.